Xin chào quý vị và các bạn, đang theo dõi bản tin 141. Mở đầu như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Phi Long, sinh năm 1985 ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong một đêm, lợi dụng thời tiết mưa gió, Long đã đi trộm cắp hai xe ô tô của người dân để ở khu vực chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Theo tài liệu điều tra, sau một thời gian thăm dò, quan sát thấy nhiều ô tô đỗ tại khu vực Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy không người trông giữ. Hoàng Phi Long đã nảy sinh ý định trộm cắp ô tô, bán lấy tiền tiêu xài. Vào khoảng ngày 24 tháng 8, lợi dụng trời tối, Long thuê một xe cẩu đến khu vực Nam Trung Yên, sau đó yêu cầu lái xe cẩu hai chiếc ô tô gồm một xe nhãn hiệu Toyota và một xe nhãn hiệu Daewoo về cất giấu tại nhà Long ở huyện Thạch Thất. Nhận thấy vụ trộm cắp tài sản là ô tô mang tính chất nghiêm trọng, công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm cắp nhằm tránh đối tượng có thời gian tẩu tán tăng vật. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, trong thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã xác định bắt giữ được đối tượng Hoàng Phi Long, thu giữ hai chiếc ô tô là tăng vật của vụ trộm cắp. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ đối với Hoàng Phi Long về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua trình báo của người dân, thời gian gần đây xuất hiện một đối tượng lạ mặt thường xuyên lang thang vào các bệnh viện tìm tài sản sơ hở của bệnh nhân để trộm cắp. Đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm đã giả soát các đối tượng nghi vấn và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng này. Đó là Nguyễn Văn Lâm, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Do không có việc làm để có tiền tiêu và sử dụng ma túy, ngày 10 tháng 8 năm 2020, đối tượng đến tầng 2 nhà B3 bệnh viện Việt Đức Tại phòng 308, thấy trên giường bệnh có chiếc điện thoại Samsung A20 nhưng không có người, đối tượng đã lẻn vào lấy trộm rồi tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Lâm Thành Khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ. Trước đó vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Văn Lâm cũng lấy trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy của một bệnh nhân khác tại Bệnh viện Việt Đức. Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi trộm cắp tài sản. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu giám sát hành trình. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, trên hệ thống dữ liệu thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam Quản lý, cho thấy có 9.231 đơn vị kinh doanh có xe chưa truyền dữ liệu và 54.075 phương tiện chưa truyền dữ liệu. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 5 tháng 9 năm 2020. Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh, không truyền dữ liệu, phải nộp lại phù hiệu và báo cáo về sở. Sau thời hạn nói trên, nếu các đơn vị không chấp hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xử lý theo quy định. Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 9, đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội 17 cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm tương đương với khoảng 6 tấn hàng hóa là siro hoa quả, nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc tại xóm 4 Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội. Hàng chục loại sản phẩm gồm nguyên liệu các loại nước siro hoa quả, bột trà sữa bị lực lượng chức năng thu giữ. Trên bao bì toàn bộ số hàng hóa này đều có chữ nước ngoài và không hề có một tem nhãn mác của Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nếu không bị phát hiện, số hàng này sẽ được bán buôn cho các quán cà phê, giải khát và cả các cơ sở kinh doanh trà sữa trên địa bàn Hà Nội. Riêng đối với hàng thực phẩm thì người tiêu dùng tốt nhất nên lựa chọn những mặt hàng mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có kiểm định, có kiểm tra chất về chất lượng hàng hóa để đả, để đảm bảo sức khỏe. Còn đối với những mặt hàng này khi đưa ra thị trường thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là toàn bộ đây hàng hóa là trà sữa và nguyên liệu để pha trà sữa. thì đây là một món mà giới trẻ hiện nay rất là thịnh hành. Đây là thời điểm lực lượng chức năng ra quân mở đợt các điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về lĩnh vực môi trường, hàng hóa thực phẩm dịp trung thu nên các đối tượng luôn muốn tìm mọi cách để che giấu vận chuyển các mặt hàng thực phẩm vào nội địa để tiêu thụ. Hình thức kinh doanh của đối tượng là đối tượng mua lại của các đối tượng từ trên thị trường và toàn bộ hàng hóa hiện tại thì chủ cơ sở chưa xuất trình hóa đơn và cái phương thức thủ đoạn vận chuyển hàng hóa là đối tượng thường nhập hàng vào buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn để tránh cái sự kiểm soát của lực lượng chức năng, thế cho nên là công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng này và điều tra làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin 111 xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.